Tất cả những gì bạn cần là 10g bột agar, 20g đường cho vào nồi đun trên bếp, khuấy đều một chút, rồi cho thêm 200ml sữa và 200ml kem whipping vào. Chúng ta khuấy thêm một lần nữa trong khi đun nóng tiếp trên bếp, để nó thành một món ngon hoàn hảo trước khi tắt bếp. Bây giờ sẽ là hỗn hợp panna cotta của chúng ta. Đây phần màu trắng của món thạch tráng miệng của chúng ta. Mà sau đây ta sẽ lấy một chiếc ly rồi đặt nghiêng về một phía và đổ hỗn hợp panna cotta vào ly. Điều tuyệt nhất ở công thức này là nó rất dễ dàng. Chỉ cần 4 nguyên liệu: bột thạch gelatin của bạn, mà thực sự là bột thạch thuần chay, và kem béo, sữa và dưa hấu. Và voilà, thế là xong. Bây giờ chúng ta sẽ đặt bánh vào tủ lạnh làm mát trong 1 giờ để nó định hình thật đẹp. Trong khi chờ, chúng ta lấy một trái dưa hấu và cắt đôi. Hãy hết sức cẩn thận với đoạn này. Bạn sẽ cần một con dao lớn, sắc bén để làm điều đó. Bạn có thể chọn bất kỳ loại trái cây nào ưa thích. Bạn có thể sử dụng trái Việt quất cùng viên thạch màu xanh, hoặc thậm chí là quả mâm xôi. Bây giờ chúng ta sẽ dùng muỗng múc kem. Chúng ta có thể dùng muỗng kem để múc từng viên dưa hấu nhỏ. Cứ tiếp tục làm điều này cho đến khi có thật nhiều viên dưa hấu, khoảng 5 hoặc 6 viên cho mỗi ly panna cotta. Đặt chúng sang một bên nhé. Trong lúc đó lại cho 10g bột thạch và 20g đường vào nồi. Khuấy đều để đảm bảo trộn đều. Tiếp theo, chúng ta sẽ thêm 400ml nước. Đó là tất cả những gì chúng ta cần đó các bạn. Rồi, chúng ta sẽ khuấy đều để đảm bảo rằng tất cả bột thạch và đường tan hết trong nước. Trong khi đun, chúng ta muốn thấy nó sôi lăn tăn. Khi sôi được một lúc thì chúng ta tắt bếp và bắc hỗn hợp ra khỏi bếp. Bây giờ nó sẽ hạ nhiệt và trong khi chờ nguội, chúng ta sẽ thêm các miếng dưa hấu lên trên hỗn hợp panna cotta đã đông lại rất đẹp. Và rồi chúng ta đổ ngập hỗn hợp nước gelatin thuần chay vào cho đến khi đầy ly. Nom nó thật tuyệt trong một chiếc ly thấp như thế này. Chúng ta sẽ để trong tủ lạnh để làm lạnh thêm 1 giờ. Và khi nó đã đông lại, ta lấy nó ra. Chúng ta dùng một vài đồ trang trí bằng đường. Và tại sao không thêm một vài nhánh bạc hà nhỉ? Nó trông thật tuyệt vời trên nền màu đỏ và trắng. Ngay cả những bông hoa cũng rất hợp. Tôi sẽ không ngần ngại mà múc ngay một muỗng thôi. Ôi, thật sảng khoái!